Hello Dương, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Dương. Thì lâu rồi Dương không có đi săn bắt đi quay nha, do công việc của mình nhiều quá. Hôm nay Dương có thấy một bãi cò trắng rất là nhiều, cho nên là quyết định hôm nay mình sẽ đi ra đây mình bẫy cò trắng lại nha. Lâu rồi mình không có bẫy. Thì bây giờ cả nhà theo dõi Dương với lại Đạt, hôm nay đi với em Đạt nha. Là mình sẽ bẫy cò trắng ở bãi này có hay là không nha. 5 giờ gần sáng rồi, giờ mình tranh thủ lên. Đạt ơi, em mau qua phụ anh hơ cái này Đạt ơi. Keo này lâu rồi mình không xài nè. Ở đây chiên các kiểu luôn, chiên nhiều lắm. Em bắt cái đầu họ lên đi. Anh đi chặn ra. Rồi bắt lên. Đúng. Cái này là mình khò cho nó nóng keo lại nha, tại lâu rồi mình không có xài tới á. Keo nó để lâu quá nó lạnh nó chết, nên là mình khò mình thôi cho nó nóng lại. Nghĩa là cắm hết bó lớn là ok rồi đã. Hả? Cắm hết luôn đi chứ. Hết luôn à? Hết luôn. Bãi này cò nhiều lắm, nên là chắc cắm hết luôn cũng được. Rồi, được rồi. Rồi, ok, giờ keo của mình xong rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị mấy con em cò giả của mình luôn nha. Đổ luôn đi. Wow. Rồi rũng gì rồi, rũng đầu hết rồi các bạn ơi. Đây là mấy con cò mót bằng cò bằng mót. Sửa cho nó ngay lại. Đó. Này rũng đầu luôn rồi. Cái gì? Xúc mỏ luôn hả? Cái nào mình xúc thải qua mình vứt bỏ cho con này. Cái đầu quẹo bên. Bây giờ thiếu cây hả? Bây giờ mình sẽ đi cầm cò nha, cầm keo, cầm cò giả nha các bạn. Để em đặt cầm đây nè. Đưa cái chân máy cao lên xíu để quay cho em. Hôm nay mình sẽ để cho Đạt cầm luôn nha. Rồi cầm dài theo cái bờ mẫu luôn đi. Cầm đó luôn đi em. Đó. Giờ mình sẽ đi cầm cò phụ Đạt cho để anh em làm chắc lâu. Gì Đạt? Rồi các bạn ơi, thì bây giờ Dương đã cầm được mấy con cò giả sơ sơ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cầm keo nha. Do là thời gian cấp bách cho nên mình không có quay trực diện đâu nha, mình quay đoạn một đoạn thôi. Đây là bữa hổm anh sơn sơn lại cho nó giống giống một hổ nữa nè. Các bạn ơi, thì cái bẫy keo của mình đã cầm xong rồi nha. Giờ mình chuẩn bị tiến hành là đi vô thôi, ngồi chờ nó thôi. Đó, Đạt đang cắm những cây cuối cùng nè. Đây là cái bẫy cò của mình nha, rộng thênh thang luôn. Mình sẽ kiếm chỗ mình gác cái máy quay. Để lại đây quay cảnh cò nó xuống nha. Đó, nó đang xuống nhiều lắm các bạn ơi, từ từ. Yên từ từ, yên yên, giữ yên nguyên, giữ nguyên trường. Nó xuống lại à. Không thấy đâu, nó không thấy đâu. Không thấy đâu, nó không thấy mình đâu. Quá trời đông rồi, đó kìa kìa, con nó xuống rồi, đó con nó xuống dính đó. Đó, nó đáp kìa, quá trời lạng rồi.
92 con rồi. 3 con. 3 con, 93 con nha. Chưa được, từ để con nó đáp xuống nữa đó. Để con nó đáp xuống nữa nha. Nó xuống nữa. Bây giờ mình ra bắt đi. Bây giờ đặt ra bắt 2 con cò dính ngoài nha. Quá trời đông luôn. Bây giờ bắt cái đi để nó nhát, nó thấy 2-3 bay nó nhát. Quá trời ơi, dính 2 con này. Xuống đông lắm luôn, có 2 con dính nè. Hôm nay là mình sẽ bội thu nha các bạn. Không. Có thu hoạch là có lý. 2 con ở đây. Đây à, 2 em. Đặt lụm đi đặt coi. Đặt cây nha. Đi chỉ hơi dính cây ạ. À. Đây à, một em. Đây em đang đứng đây, từ từ cưng. Lụm nó vô luôn đặt coi. Lụm vô luôn đi cho mình gỡ cây để nó thấy mình đây nó nhá. Rồi vô. Còn nó vàng không à? Mình thủ vô. Em cò chạy vô. Cái bãi này á là chưa có ai bắt hết á. Ừ. Em nó xuống rồi em nó lên luôn rồi xong luôn. Ở đó đó. Ở đó. Ở đó mà đâu mà đâu mà. Đâu ngoài. Ơ kỳ vậy? Sao vậy? Con nó bự á, mấy con nó bự không á? Hả? Kể đi mình đủ. Sao bay lên rồi? Hả? Chắc bay trâu đi ra gì mà. Thôi mình đi lên đi. Đâu. Ấy đủ, đó dính rồi đó, đủ. Sao vậy? Trở lại, nó quay trở lại. Nó xuống rồi kìa, đó. Đông hả? Núp vô. Phải không? Ôi ôi, nhiều lắm em ơi. Xuống đi, đúng rồi. 7 mình sao hả? Đó, dính rồi. Chưa, không dính nào vậy? Ủa sao đó? Con còn hả? Hai con. Để từ. Ba con hả? Hai con hả? Để từ từ coi đâu có xuống không? Rồi nó đi rồi đấy em ơi. Đi rồi. Cái gì? Rồi. Giờ mình ra lụm thêm 2 con nữa nha. Em đặt ra. Ê nó xuống nữa không? Chắc không đâu. Rồi đi ra lụm đi. Chảy đâu mà chảy. Vậy là hôm nay có khá hơn xíu nha. Mình 2 em à. Kìa đi còn đi được. Xuống 5-6 con luôn nha các bạn, mà dính được 2 con nha. Đừng lôi nữa mấy bé ơi. Lôi hồi hết cây luôn mấy đứa ơi. Đây nãy dính. Ây da. Cái gì vậy? Rồi. Chùm này dính 2 con. Đạt đang bắt luôn. Lâu dữ vậy. Rồi. Chạy hoài dính một hộ đống giờ nè. Ừ, rồi cầm vô luôn em ơi.
đi vô luôn, hết 95 rồi thì thu hoạch thêm 2 em nữa, mình tranh thủ vô đi, hôm nay có lý đi vô tranh thủ nó xuống nữa đó, bãi này nhiều lắm hả? Dạ, cái đuôi mắt rồi hả? Phải không? Tại mày á, mày mà tao mới bị bắt nữa rồi vậy. Cứu anh em hả? Thế thì giờ xe cho khác không có đi nữa ha. Có lý. Ui da, gai dữ vậy. Đạp gai liên tục không trời. Ây da, đạp nữa rồi. Cái này dính luôn rồi nè. Ui da. Giờ nó ra chỗ vô chung luôn đặt. Rồi xem để dính lông vô nữa rồi. Cửa này. Con kia. Đem chổng ra thôi. Dặn đi. Chạy đi ngoài lụm nữa, mặc hai con khác. Hai con này. Con đúng rồi. Bắt cái gì cũng có hai con đó. Đạp gai đúng không? Anh mới vừa dậm liên tục luôn đó. Đây các bạn ơi. Thì từ sáng giờ mấy anh em mình thu hoạch được 4 đứa nha. Đó. Giờ về mới chế biến món gì đây. Thấy cũng ngon đó. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn lại cả nhà clip sau. Mấy anh em mình về chuẩn bị chế biến đi. Bỏ vô bao luôn rồi đó. Có đồng có chỗ đây không? Để máng xe rồi. Máng xe em đi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi dân lưới chích ở dưới đầm Chúc nha. Ở trong đây là bãi rác đồng mùa. Em đi với em lợn mà lợn lưng mình nè. Hello, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình cũng hơi tối rồi, cho nên là bây giờ mình đi dân luôn cả nhà. Giờ mình dân xong rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Bây giờ tối quá rồi, không có quay kịp nha. Thì tối nay mình sẽ ở lại đây luôn, nhưng mà không biết là mình có thích cái canh được không nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô trong cái liệu của mình ra. Trời cũng tối lắm rồi, giờ mình chuẩn bị chúng tôi ngủ thôi, để mũi dữ dằn lắm. Cái lo mình đặt con đó để cho nó kêu nha các bạn. Giờ mình vô lên vô trời thôi. Đây là cái liệu của mình nha, nó chuẩn bị liệu sẵn luôn. Tối nay mình sẽ ở lại đây mình canh nha. Đó, cái liệu của mình đây. Rồi thì mình hẹn với lại các bạn sáng nha. Đấy, hiện giờ thì trời mặt trời cũng sắp lên nha. Thì bây giờ Dương sẽ đi vào trong lưới của mình thăm nha. Ở đoạn ngoài này thì không có con nào luôn rồi đó. Tối dính được một con tê ở đoạn ngoài này. Thì sáng Dương có gác cái máy để quay ở trong kia. Trời đẹp, lưới đẹp gì mà không có chích nè. Lưới bào đẹp luôn. Bên này có mấy cái hồ nè. Bên sau lưng mình có cái hồ nữa nè. Quay cái hồ này coi.
nó kêu dưới cái hồ này dữ dằn lắm nè mà nó không lên, nó lội lại gần gần mét mà nó không lên đó. Đây thì đưa mình vô trong tay lưới trong nha. Đó, ở đây một con cò đỏ nha, con này con cò đỏ. Đây là con chim gì mình không biết luôn. Con này thả nó đi, con này béo quá. Coi dính ở đâu mình thả nó luôn để nhỏ quá. Nè, gần ở đây đúng rồi. Nó sao vậy? Qua bên kia cũng được, qua đây cũng được là sao? Chắc là bên đây vậy đó. Sao dính con tụi ban vậy, cái đường nào gỡ trời. Xíu nữa mình gỡ nó cho sao ha. Đây con cò đỏ nha. Mình có gác cái máy quay đây nữa nè. Đây gác máy quay này nó bay ngang dính con ruột luôn rồi. Đây bay ngang máy quay luôn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ lội vô trong đó mình thăm luôn trong đó luôn nha. Nãy em thấy dính trong đó có con nó, mà biết nó giục hay gì rồi, tiêu rồi. Giờ mình sẽ lội vô trong thăm dậy ra nha. Đây con cò đỏ nè. Con này là cò hương chứ không cò đỏ. Con này cò hương. Đây con cò nữa nha. Đó. Con chảo chảo nữa. Wow. Chảo cái bên luôn nè. Coi con chảo chảo. Đây là con gì? Ở đây là con cò nữa. Đây con cò nữa. Con cò chảo nè. Đây này, con dính cái giọt này, nó ruột rồi. Ờ, con này nó ruột luôn, nó ruột luôn rồi. Con này trước. Ô đây bà dơi. Dạ cũng đào. Thỏ cắn tao. Ghê luôn, cái chảo mập ghê luôn.
lật mặt lưới với mày luôn đó nha. Gỡ ra đó. Đưa con chim gách lỗ lưới, con chim gách lỗ lưới cái này chắc. Mà nó chung đầu đang chi trời. Đã thoát ra rồi còn chung vô nữa. Rồi. Lại cái chảo vô con cò. Nước ngập như vậy giờ. Nước ghê lắm. Bơm. Đây có cậu ông không hề nha, mình hồi đó mình thấy nó bay vàng khè chứ không biết là sao. Chim đó hồi mình gửi sao đây ha. Dạ. Để quay cho mình gửi con chim trong đi. Mình cò trong đi. Chim đó mất cầm anh cò không có gửi chim được. Thì mình sẽ lội ra mình gửi sao. Đây, cái này còn anh cò này. Bay ngang máy quay mình luôn đó. Chút nó kêu ác ác mà không dính. Nó không kêu kêu gì đó. Đây em có, đây em có hương. Rồi còn con trên mình sẽ lên gỡ con trên rồi. Đây em ở đây.
đây là thành quả buổi sáng của mình nha. Buổi tối thì chỉ được có một con tè tè thôi. Vừa tung lưới luôn, hai con lọt hết con rồi. Đây cả nhà, thì đây là cái thành quả từ tối qua của mình tới giờ nha. Đó, hai bốn sáu, sáu con cò lép nha. Kênh YouTube Dương nha. Thì hôm nay Dương lại đi bãi quất nha. Hôm nay Dương đi bãi quất với Phương, em Phương đang gà máy bên đó để coi có chim không nha. Thì giờ Phương đang gà máy, thì ở đây có mấy con chim mồi mình nó kêu dữ rồi. Đây, để Dương quay cho các cô chú anh chị xem chim mồi của Dương nha. Đây, con này chim bình dữ luôn đó. Đó. Hôm nay đi tự nhiên đi tới đây cái gù gồ mình nó hư. Giờ làm phải lấy cái không biết sao mà giờ cái Google này mở không lên luôn. Đó, giờ phải lấy cái điện thoại quay luôn. Chết luôn. Thì mình gà máy ở đây nghe nó kêu, phát hiện đây có một con nha. Hả? Không, cái chung anh nó bung ra. Đặt cái ống. Nghe kêu đó con đó, nó có cút nó kìa. Đặt đây xíu nó lên nè, con này lẻ. Cặp hả? Một cặp nó hơn bắt con lẻ rồi, còn con lẻ đó. Xịt luôn cắm câu đi đi, cá dữ lắm. Wow. Mình chống lập công nha. Cái gì? Anh dính máy. Đây. Bên Phương con nữa. Gặp luôn. Phải vậy chứ. Còn không? Bắt con này luôn là làm của nó luôn. Có túi đâu. Dính thêm con nữa nha cô chú anh chị. Không, lại dính thêm con nữa. Quá tuyệt vời. Đi xuống dưới kia lụm thêm vài con nữa. Còn nhiều, hôm nay sẽ bắt trên chục ạ. Hôm nay đi trúng bãi à. Đâu. Em Phương mình đi bánh gà máy ở đây Phương qua. Wow. Con này trống. Con trống. Trống cho bánh nạnh luôn.
đường này thì dắt không à, ở đây là dắt dữ dằn lắm. Cái bãi trong này cũng ít ai biết lắm Phương ơi, tại nó nằm xa trong này á, không phải con bên kia kìa. Đây trống không ai trống mà trống trống lẻ đó. Wow, trời ơi, con này nó nặng kinh khủng luôn, con này có 300 gram có luôn á Phương. Sao nhìn giống máy gì vậy Phương? Rồi, thêm một thành viên nữa là ba thành viên nha, nó. Giờ mấy anh em mình đổi đổi bãi khác nha. Không đâu, nó trắng đâu. Phải không? Thì em Phương đang đi vô đó gác lụp trong đó nha. Con đang kêu bên đó kìa. Mấy con với giò. Đây quất nhiều mà dắt nhiều nha cô chú anh chị. Đâu rồi, đeo nhóc giò luôn nè. Không. Một con em mắc cá kìa. Không. Nè nè nè, một con chạy kìa. Không đốt luôn đi cho nó làm cho nó chết luôn đi, giết cho nó chết đi, quay sao rồi. Rồi con à, tại nãy anh đi qua đó nó đeo nó giờ hết rồi. Rồi, nhưng mà cả nhà dùng bánh bao với Dương nha. Anh em sáng giờ đói rồi, Phương đang ngồi đó ăn đó. Chim thì kêu ngoài đó mà không đá cái vô cái cục chạy ra hoài. Ngồi đây nãy giờ còn hai con hai bên này chắc nãy giờ cũng có tiếng á. Tiếng có hao hơn. Dính đi đây. Rồi đợi nó vào một tiếng đồng hồ giờ mới dính. Thì là chứng tỏ không phải là cái dao mình nặng nha. Nếu mà dao mình nặng à, anh đi ra ngoài là ở đây nó dính rồi. Đây con này nó giờ ngồi đợi một tiếng đồng hồ á, bây giờ mới lấy kèo nha. Wow chim ơi, máy cái mồng đỏ lé luôn kìa. Sợ gì né gì, đi vô là đeo chứ né gì. Đem vào bãi luôn Phương ơi, đem vào bãi cho con chống bệnh, lụm con chống bệnh cái nữa rồi mình đi bãi khác ơi. Nhìn đâu lẹ để nó cắn hả. Đợi nãy giờ có tiếng hồ giờ mới đá. Bắt chim luôn đi, bắt chim luôn đi, rồi đi bãi đặt cái bẫy luôn. Không có đâu, không có đâu, hết rồi nè. Nè hả, đâu đâu có đâu, có đâu không phải dắt đâu, dắt ám ảnh hả. Rồi con mọt con máy ốm hồi này không mặc phun, đặt xích trên lùm trên luôn Phương ơi, cục hoài mà không đá kìa. Để em Phương qua bên đó đặt cái lụp bên đó nha, mình đi qua sợ nó nhát nó chạy nữa. Đó luôn đi Phương ơi. Thì em Phương đang vô trong cái lùm nó đặt cái lập trong đó luôn. Bỏ vô Phương ơi. Bỏ vô. Nè kèo thứ 5 này nha. Cọc kỹ lắm trời, bữa hổm anh xảy con rồi, nay cọc kỹ lắm. Nó giờ hai con kêu luôn đó. Con máy em nó kêu xong rồi tới con trống anh nó kêu. Bữa hổm mới vừa đi bảy đường con xong rồi cái đầu thả vô nhảy cái tung ra ngoài. Bỏ đi về luôn, nghỉ luôn. Em quýnh mà kêu chặt giật mà quýnh đường con hả luôn. Chứ quýnh đường con về làm gì vậy? Còn cái nữa, kỹ lắm trời.
bắt được con chim là hơi khó, cho nên là qua thăm thả, qua thăm thả nó vô vậy nè, cái đầu này sao mà nó còn cái kẻ nó tung cho lên ngược lên lại ba mái còn còn trống ta. Ừ, bốn hai trống ba mái còn sát sát xuống đây nó nhảy nó tung với nhau em mày. Ừ, hôm nay là thơm rồi đó, bãi này còn con nữa, nếu mà con nữa là được 6 bé đang ăn, đang ăn mà không xong nữa. Dính này. Rồi Phương đem chim qua để đó, hay quá. Lượm một kèo nữa nha. Bay chắc hết rồi đó Phương ơi. Dòng này có mấy con này là hết rồi. Xuống đây làm dòng này 6 con. Đâu rồi? Wow. Giờ này kêu làm gì? Giờ này kêu làm gì nữa? Đây, kèo thứ 6. Kêu làm gì nữa? Mái hả, không phải trống hả? Cái kia giống gì trống vậy? Ừ, cái mặt nhỏ xíu à. Để vô cắn, ừ. Rồi. Giờ đi qua, chạy xuống dưới kia nha. Thì cái khu này chắc cũng còn con hay con không nữa đâu. Còn con trống hồi sáng chảnh đó. Rồi giờ bãi đi. Em mình đang hút gió, đợi con mồi lại bổi. Rồi lính dính đi, dính đi nha. Ủa con mồi dính này em ơi. Rồi vô kệ đó, con chó này không sợ. Tụ hai thằng bự cho bá vậy không lẽ sợ con chó sao hả? Đâu? Hỏi em hỏi ai? Nó chưa đặt nữa kìa. Tiếp đi ra. Ra em giờ qua mấy bên kia đi. Ừ, im. Đứng. Nó về mà nó không dính chú ơi. Cầm vài cái út. Đẩn ngoài trời. Trời. Cầm đi Phương này, cầm hộ anh Phương này để thôi nó bay một cái rồi thôi. Cầm hai con này. Đây cô chú anh chị ơi, thì hôm nay Dương với lại em Phương đi được như này nè nha. Và cắn đầu vậy. À, tổng cộng là 6 bé. 9 giờ gửi được 6 bé rồi mà giờ tới bây giờ vẫn chưa có con nào nữa. Rồi. Dương tạm biệt cô chú anh chị nha, hẹn cô chú anh chị clip khác nha. Wow. Phương lại chụp tấm hình kỷ niệm không? Rồi ok, rồi Dương bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị clip sau. Dương sẽ đi bắt cái khác chứ không có bắt quắt nữa, chứ này như đây là đủ hợp lý rồi. Sợ. À, quá sợ rồi. Nhiều khi qua đây mà quánh không được cũng lóc nữa chết được. Nói gì nữa. Rồi bye bye em Phương luôn nha. Cảm ơn em Phương đã đi quay với anh cái clip này. Rã cây bonsai đây chứ. Rã bonsai nè, lấy bonsai nè. Sáng ngày này bông dữ lắm, bây giờ cũng bông chân rồi. Cụi luôn, không biết có dậy lên nữa. Không, được mà, không sao đâu. Đầy trộm lắm. Bonsai nữa đó. Hồi sáng bông lự chân luôn á, giờ không còn cái bông luôn. Okay. Rồi anh em mình về thôi. À, con nha các bạn. Đây đừng còn hô hình nha. Nè. Nó chấm tầm 200 gram. Đây là hô hình. Mới vô.
chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương đi đặt lợp gắn nha cô chú anh chị. Đây xe Dương là mấy chục cái lợp gắn Dương vừa mới làm xong, hôm nay Dương sẽ đi đặt. Thì khi nào Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì cô chú anh chị xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương nha cô chú anh chị. Giờ Dương chuẩn bị đi vô trong tổng đặt đây, rồi Dương sẽ quay cảnh đặt vài cái cho cô chú anh chị xem. Rồi Dương kết thúc video. Thì khi nào Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Chị gai đâm gai đâm vô tay. Bãi này Dương thấy khá là đẹp luôn. Chú chỗ đặt cái lợp thôi. Nó đẹp thì đẹp không cậy. Ăn vậy mà. Chân dưới cho cây lục. Rồi ok. Thì cái lợp Dương vừa đặt xong nha. Trong cái đám rừng này chui ra cũng khó nữa nè, dài quá chạy dính quần này. Thế là mặc cái quần dài, mặc cái quần cục nát bét cái đùi luôn rồi. Qua cái đám gà lại. Rồi chui vô đây. Cái này còn là gai không luôn á. Bãi này đẹp á. Vô. Dưới cái đường mòn này là hết 7,7 rồi.
cái cây toàn là gai không à. Đây là Dương cái đúc lập đây nha, lúc đây là nhân nách luôn. Đó. Rồi ok, thì Dương vừa đặt xong cái lập cuối cùng nha. Dương chào tất cả cô chú anh chị. Thì Dương vừa đặt xong cái lập cuối cùng nha. Thì cái này là cái thứ 39, 40 cái nhưng mà chết hết con mồi, cho nên là Dương đặt chỉ 39 cái thôi. Thì khi nào mà Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì cái lập cuối cùng mình đặt ở dưới đây nè cô chú anh chị. Đó. Mệt quá mệt à. Sáng giờ bừng bừng trong rừng không. Bây giờ Dương sẽ quay về. Khi nào Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi bye bye cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị clip mình đi thăm gắn mình sẽ quay tiếp. Gai không đi. Hello Dương xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hôm trước Dương có đặt 39 cái lập gắn ở bên khu vực bên đây. Hôm nay Dương sẽ đi thăm cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì bây giờ Dương sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi theo Dương đi vô trong này thăm lập gắn nha. Có Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình. Chuột cũng còn. Đây, đây mình đặt một cái nữa. À, con nha bạn. Đây đừng còn hô hình nha. Này chắc tầm 200 g. Đây là hô hình. Chắc mới vô. Chuột còn nguyên. Cái này chắc tầm 200 g. Mới vô. Dưới đúng rồi dạ. Vô lụng sao kia ra đi vô như má trời đất ạ.
không hành. Mới vô chuột còn nguyên. Đây, đây đây một con cầu chủ kìa, một con nha, đây con hành, một bé bé nữa nha. Hôm nay Dương dời qua bên kia hết luôn nha, Dương gom lại dời qua bên kia hết luôn. Cái nè bữa giờ thì tâm hơi bị dạng chứ, giờ các bạn nó im quá mà không có, giờ đi luôn. Ê con còn nữa, còn nữa. Ê, một con đây, con nữa hoành hành nữa. Ê, con nó im ơi, cô chú chịu đi. Đây bé hoành hành nữa, mình thấy không có chứ. Ngon ạ. Rồi, còn trong đây cái nữa. Rồi, cái trong đây. Rồi, đây đây đây. À, cho nó còn nguyên. Để chuột còn sống. Cắn đứt dây hết rồi. Cắn đứt dây rồi làm ổ. Chuột nó nóc luôn nè. Này mới vô. Rồi để đi, đi thăm nó. Hết luôn cái của mình nè. Cuốn luôn, bắt lằn mọc luôn. Ở dưới mé này con cá nè. Đâu ta? Đặt kiếm mấy đàn cá mặt đâu ta? Hơi gần đó kìa. Đây, nhìn đây chú anh chị ạ. Này, chú cái này còn nguyên. Thank you.
cái đặc mé này nó ngon. Thì dặm khu này em đặt một chục cái. Mới xong được 4 cái. À, con các bạn. Đây đừng còn hô hình nha. Này chắc tầm 200 gram. Mới vô chuột còn nguyên. Cái này tầm 200 gram, mới vô. Đây mình có thăm mấy cái lọc gắn luôn, cuốn luôn sáng về luôn. Ê, được con hô hành nha cô chú anh chị ơi. Ơi con hô hành à. Rồi hên này mình thăm chứ không thăm là chết queo rồi đó, kẹt cái đầu nè, đút cái đầu ra nè, không thăm là ngủng luôn rồi. Gỡ cái đầu được rồi, thôi chết ngắt rồi. Bên đây mình có đặt một cái nha. Anh như có cái thứ gì đây, cũng như là hoành của thứ gì à, có này, con này chắc cũng thành con nửa tí á. Tới. Tầm 3 lạng ạ. Con bự. Ôi. Rồi, kỳ trời cũng sắp tối rồi cô chú anh chị. Thì hiện tại trên tay Dương thì được 4 con hổ hành nè. Đó. 4 con này chắc cũng tầm cỡ hơn ký á. Thì Dương bắt tất cả rồi được 4 con. Giờ cũng chạy sắp tối rồi, Dương sẽ quay về. Dương chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị clip đi thăm sau mình sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị em nha. Đây. Mệt quá cô chú anh chị ơi. Rồi thôi về thôi, trời cũng đã tối rồi.